Trời ơi, cát ơi, cát ra coi coi hai con chó của cô chú Đức Tím nè cát. Nè, khoan khoan, ông chiếu hai con chó cho con cát nó coi. Trời ơi, nó mê chó lắm. Kìa cát, nó bự chút. Trời ơi, chó đẹp quá chú Rùi hả? Ừ, nhà chú Tím á. Chó đẹp quá hả? Trời ơi, ủa nhưng mà ông có cho nó ấp thành con gà con không? Không, nó đâu có trống đâu mà ấp gà con, cái này gà mái thôi mà. Ủa gà mái sao không có trống, sao nó đẻ trứng vậy? Để bình thường, để mỗi ngày. Ủa? Phải có trống thì nó mới đỡ thành con được chứ. Ủa làm sao ta? Hello các bạn. Các bạn, xin chào các bạn đã trở lại với YouTube Bà Tâm Cấp Thơ. Bà lo bà nói chuyện sao nó chở tôi đi vòng vòng, nãy giờ tôi không tìm được cái sao bắt. Không phải là nó chạy làm cho nó thấy con mắt. Mới đầu em nói là ôi, cái em, là em nè em. Cái gì ngon? Xin chào các bạn. Rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh Bà Tám Cam Thơ. Ủng hộ Tám bằng cách like and subscribe nhé. Thank you các bạn. Ok, bây giờ Tám gọi cho một nhân vật cũng rất là quen thuộc nha các bạn. Hello. Hello. Để tôi quay cái màn hình lại, đợi xíu tôi quay cái màn hình lại nha. Ok, xong rồi. Trời ơi, ông đang làm gì vậy? À, đang ở nhà mới vừa tắm rửa ăn trưa rồi đầu. Không cạo râu. Không, râu ok, nhìn còn ổn. À quên, tôi quay màn hình lại đó, ông chào mọi người đi. Chào các anh chị, bạn bè. Rồi cái bàn thờ với bàn thờ nhà mình đó hồn. Một sau đây là có bàn thờ chúng đây, y chang bàn thờ nhà tôi đó. Ủa, ông đi đâu vậy? Đi ra phía sân sao? Sao sau sân nhà ông quá hả? Ừ, đến sau sân vườn, chào đồng bọn nha. Chào mọi người, chào các anh chị trên YouTube của bà Tám Cam Thơ. Bây giờ trước tiên á, là tôi gọi hỏi thăm ông. Là giờ à, bữa giờ từ lúc cách ly tới giờ đâu có gặp đâu. Mà cũng không có gọi hỏi thăm gì hết. Hỏi thăm nhau rồi kia coi khỏe này kia không. Rồi sẵn yêu cầu ông Đức Tiến đó. Tại vì nghe đồn nhà ổng có một cái giường. Cái giường mà có gà con rồi chó rồi mèo gì tùm lum đó. Mà chưa bao giờ được diện kiến cái nhà của ổng á. Ổng đâu có mời mình tới đâu mà mình biết. Nhà nghèo, nhà nhỏ không dám mời. Thôi đi ông nội. Bây giờ sẵn đây á thì coi như là yêu cầu ổng chiếu mấy cái đó cho mình coi ha các bạn ha. Rồi, ok, hôm nay là ưu tiên cho bà Tám Cam Thơ nha. Để coi mở ra sao đây, trời, lần đầu tiên tôi mới làm. Ông bấm vô, ông có cái camera xong rồi ông bấm. Ờ, đúng rồi. Đây là hai con chó nhà Tiến. Dễ thương. Tiến ơi, đen, xám, xám vậy nè, đang ngủ. Trời ơi, đẹp quá vậy. À, sẵn đang ngủ nha. Trời ơi, cát, đây cát, cát, cát ơi, cát ra coi coi hai con chó của đen. Cô chú Đức Tiến nè, cát. Nè, khoan khoan, ông chiếu, ông chiếu hai con chó cho con cát nó coi. Trời ơi, nó mê chó lắm. Kìa cát, nó bự chứ. Trời ơi, chó đẹp quá chú Rùi hả? Ừ, nhà chú Tiến đó. Chó đẹp quá hả? Trời ơi, đẹp quá hả? Bữa nào mày chở hết dịch mày chở qua chơi nha. Đây là con xám. Hello đi đó, đây con xám. Trời đẹp quá hả? Nó phải kẹt mê là bữa nào vô đi chơi. Chơi cho con qua chơi, trời đẹp quá. Hai bà gà. Bên đây là gà, gọi là gà nghệ sĩ. Có mèo không? Không, mèo lên đường rồi. Mèo gà nuôi nghệ nữa. Sĩ hả? Trời bự. À, cái con này nó đang hơi bệnh bệnh. Con trắng này nè. Là bệnh bệnh. Còn cái con bên bự trong á. Thì cái con này là xưa tiến đi. Anh nói nhớ không? Không không, mất sóng không nghe. Mất sóng không nghe khúc đó. Nói lại đi ông Tức Tiến. Nói là trước đi diễn kịch cho anh Đỗ Thanh. Xong rồi có mua hai con gà lên sân khấu diễn.
à, xong rồi à, mang về đi nuôi, tại vì không có đỡ ăn thịt đó. Ừ. À, nó cái gì đó thấy không, thấy không, nịnh nó thôi đen đen đi ra, nó nịnh thấy nịnh không, thấy không, thấy không. À, thì cái con gà bự bên trong á là con gà nghệ sĩ, nó lên sân khấu diễn mà về nuôi được con, còn con thì bị đút đầu ra con chó, nó cắn chết rồi. Trời, chó nó dữ lắm, nó ganh tị á. Thì đây là hai con gà này nuôi bên chuồng này. Trời, con gà đẹp quá ha. Đây là hai con này thôi, rồi mình đem qua chuồng kia, còn hai bà kia đang giỡn. Ủa, hai con chó là đực hay con cái à? Đực hết. Hai con cái hết. Ủa, hai con cái hết luôn á hả? Wow, đẹp quá ha. Hai con này cái hết luôn. Đó, nó đang giỡn á, nó mới cũng vậy, vậy nó giỡn nè, thấy không? Bây giờ ra thăm vườn cây nha. Đây là cái sabu chê nhà Tiến. Sabu chê không? Biết sabu chê, có trái chưa? Chừng nào, có khi nào có trái? Chưa có trái, không biết phải nghiên cứu coi như thế nào chứ trái nó chưa có. Ok. Đây là cây mãng cầu mễ. Mãng cầu mễ là mãng cầu gì? Đây là mãng cầu mễ. Mãng cầu mễ á, mễ Mexico á. Cái trái nó nhỏ nè. Trái nó nhỏ thôi. Nó có hai trái nhỏ, mãng cầu mễ. Còn mấy nhánh này là mới ghép để chuẩn bị ra thêm nhánh mới, thì nó đang ra bông nè, đang ra bông sắp tới rồi đó, bông đó nè. Thấy bông không? Thấy, bông thấy. Đó, bông đó nè. Đây là cái ớt, cái ớt này cũng ra quanh năm á. Ớt hả? Này cũng ra quanh năm. Ớt cay không? Luôn, nó khô luôn. Cay không? Cay, ớt ớt long, cay, đây bụi hành. Cây này là bộ ngót mà nó bị rụng hết lá rồi. Còn đây là cây cam, đó, cam tên bà đó. Có cây cam nữa. Ui, có trái kìa. Cây cam này nè, trái quá trời luôn. Chừng nào cái ăn được lắm. Vậy? Ăn được xong được mà hơi nhỏ thôi, để lớn chút thì mới hái xuống. Đó, còn đây tiếp, đây là cái, ngoài này cái vườn nhỏ, đây là một cái ớt khác. Trái nhiều lắm. Trái xung xê luôn ha, cỡ này đã lắm. Còn đây là cây này, cây gọi là cây sung Mỹ. Cây sung Mỹ á, cây sung này ăn để trị bệnh nè, để mua bệnh trong nhà. Cây đu đủ, hai con chó thích ở đây. Lê cây chanh. Trái đã không? Đã quá ha. Quá xung xê luôn nhiều lắm á. Còn cái trái ở đây nó vàng hết luôn á. Còn bên đây là cây ổi, cây này cây mận. Ủa, mận đâu? Mận thì chưa có trái. Mận thì chưa có trái. Cái ổi này cũng chưa có trái. Đây là cây chanh thơ, cây này chanh xanh vàng, cây này ngọt lắm. Cây này có tiếng mới làm cái show tiếng á, mới làm cái show tiếng xong về làm chanh, làm trà gừng chanh xả. Thì cây này rất là ngon. Ồ, đúng ngọt, rồi. Thơm nha. Mùa này là mấy cái chanh là quý lắm á. Nè, cây này mua cái giống này nè, cái giống này rất là ngon nè, cái giống này tôi mua nè, còn mạt luôn nè, cái giống này nè, đó, mọi người ở Mỹ á, đi mua cái giống này nè, thấy không, thấy dữ không? Phải nói nè, thấy không? Nó khôn, nhiều chuyện nó khôn lắm. Bạn đến một người, cái giống nó tên là citrus, thấy không, citrus. Cái giống này rất là ngon, ăn là không biết. Đây là cây nhãn. Trời ơi, quá trời cây luôn. Cây nhãn đang ra bông. Thấy không, nhãn xum xê không? Đó. Bên đây có một cây nhãn khác. Đây là cây thăng long. Đây là cái mướp. Mướp này thì nó già rồi, nhưng mà nửa tiếng sẽ lấy nó xuống làm giống nè. Bên trong nó giống đó. Trời ơi. Đó. Nhiều quá. Còn cái cây này là cây hồng giòn, nhưng mà được rồi nó hái hết trơn rồi nên là không có còn trái, chỉ còn cành thôi. Còn bên đây là cây mãng cầu mà Tiến cũng mới chim hết toàn bộ rồi. Chim hết cắt nhánh cắt lá hết để chuẩn bị cho nó ra cái mới đây. Còn được mấy trái nè. Trời ơi, đã thấy không? Đây, cây này mới nhiều. Thấy không?
À, sấy bự lắm. Wow, cháy lên nó bự dễ sợ không nè. Ngon lắm nha. Ngon lắm hả? Bự ngon lắm. Mắng con nhà mà nó bự. Thôi xác. No. Lên nó định ca. À, đây là mấy cái, đây là cái bầu là cái tiếng chồng nè. Còn hai trái nè, thấy không? Bự lắm á. Ủa bự quá hả? Bự lắm nè, cái tai tiếng nè, phải không? Ồ. Cái này già rồi, để làm giống không ăn được. Cái này cũng già rồi, không ăn được. Thì đó, cái này là bài cái cây mà nhà của tiếng chồng. Hello con. Nó được chưa nổi. Hả? Không? Hả? Hả? Không. Đây là bà vô chuồng nè. Chứ vô chuồng là sữa nước, chuồng của hai con đó. Đó, vô vô đi chơi. Vô nó dành thường á, là vô nó dành chỗ giao. Đó, nó gừ gừ theo. Thôi. Mặt đang căng thẳng á. Nhưng mà nuôi nó bao nhiêu năm rồi? Mấy con chó này bao năm rồi? Hai con này chắc không phải 4 năm rồi đó. Ủa 4 năm rồi. Đây nó đi vô bụi không nè. Con này mặt mày thì gớm rồi. Mà dễ thương quá. Chú đẹp quá, chó đẹp dễ sợ. Hai nào nói. Đó. Thì chia sẻ chút xíu thôi với mọi người cái tắc. Ủa có cái tắc nữa nhiều. Hả? Cái tắc này trái ra nhiều lắm, ăn hết rồi á, đang đợt ra mới. Đang ra bông mới. Trời. Để coi. Đây đang cái trái nè, cái rừng nè. Trái không? Trái, thấy trái không? Thấy không? Chưa thấy này, đâu. Trái nè. Đây trái nè. Ồ. Trái nè. Nói xíu ha. Quay nhu nhu nói ra. Ờ. À, trái đó. À. Thì đó, thì nói chung là cũng tranh thủ trồng cây rồi nuôi mấy con gà để trí. Có khi nào là đem vô ngủ chung không? Hồi nhỏ thì có, giờ lớn hết rồi. Con nói nè, không không? Rồi ông sẵn ông giới thiệu cái kênh của ông luôn đi. Ồ, kênh hả? Kênh YouTube của Đức Tiến. Thì Đức Tiến có hai kênh. Đầu tiên đó là kênh mà Tiến làm về truyền thông là Đức Tiến Media. Nhưng mà kênh đó thì chủ yếu là về truyền thông, như các sự kiện này, sự kiện kia, sự kiện nọ, hoặc là các chương trình thánh lễ. Đặc biệt là Tiến hay post các chương trình thánh lễ trên đó. Ví dụ hôm nay thứ bảy nè, chương trình trên đó thì có hai chương trình thánh lễ trên đó. Một chương trình là ở hải ngoại, là giống như thánh lễ ở ở một số nhà thờ như nhà thờ Kiến, hoặc là nhà thờ La Vang, Đức Mẹ La Vang. Hai là chương trình thánh lễ đến từ chỗ giáo phận Sài Gòn, là từ nhà thờ Đức Bà. Đó là boss cuối tuần cho mọi người coi, tại vì nhiều người hỏi lắm mà mọi người cũng không biết tiên tìm ở đâu sao á, nên là Tiến cũng boss trên trang Đức Tiến Media. Ngoài ra thì còn cái trang thứ hai là Đức Tiến Official. Thì cái trang đó là trang để mình chia sẻ về ăn uống, cuộc sống, mà làm món này, làm món kia, thăm vườn, làm vườn. Nói chung là nó hơi personal, gia đình chút xíu. Còn cái trang kia thì nó cho mọi người là hai trang. Một trang là Đức Tiến Media YouTube và một trang là Đức Tiến Official. Vừa rồi có làm cái clip về ăn COVID đó là ngon. Rồi mới hôm qua quay cái clip về làm trà gừng chanh xả nóng. Đi mua súng nữa. Cái gì? Nhớ không? Cái clip đi mua súng nữa. Có không? Đó, lên đó coi. Đâu mua súng sao? Đi mua súng, trời ơi, nhà người đổ xô đi mua gạo, đi mua giấy. Nhưng mà có người đi mua súng. Ông có mua luôn hả? Mua luôn chứ. Mua làm chi vậy? Mà nghĩ mua súng gì? Nghĩ coi. Mua súng để tự vệ hả? Sáng trả lời cho cô thơ coi, nó đang ngay một chiếc. Thì không, cái súng này súng phòng thân thôi, chứ không có đến nỗi gì, hiểu không? Phòng thân. Thôi mà đàn ông mới mua phải không, chứ phụ nữ đàn bà không. Đâu ai mua. Mấy đứa con gái em nhớ mua hết trơn á. Ông mua bao nhiêu một khẩu? Súng này súng thường, baby gun thôi, chứ không phải súng kia.
khoảng 100 đồng khẩu à. Mua đâu ạ? À? Mua ở tiệm chứ đâu. Ủa tiệm nào? Bây giờ lên trên nó coi đi rồi biết nha. Cho nó có đầy đủ nó luôn. Lên nó coi. Ok, đi. Ai mà muốn mua súng thì lên trên trang của Đức Tiến là cái gì? Đức Tiến Official. Official là kênh đó là có cái clip mua súng đúng không? Còn đúng cái kênh Đức Tiến là Media thì là có Thánh Lễ. Ủa nhưng mà Thánh Lễ ở Sài Gòn sao ông có mà ông boss được hay vậy? Tôi phải đi vô bên trang của Thánh Lễ Sài Gòn rồi tôi tải về, tôi phải cắt ghép lại, tại vì một số cái nhạc ở bên ở nhà thờ họ dùng thì nó dính bản quyền. Oh. Nhạc intro, nhạc giai đầu thôi á. Thì mình phải làm lại. Thì nói chung là mình gọt gọn cho mọi người coi, cần coi cái gì cho nó gọn này. Khoảng 45 phút đến 1 tiếng đổi lại. À vậy hả? Thấy không đó, ba con. Ờ. Đây là ba con. Ôi, gà trống đẻ trứng gà hả? Gà mái sao gà trống. Ông quên lộn. Gà mái lộn. Trời ơi. Cấp trứng nó la luôn không? Trời ơi, nó đẻ kìa. Hai trứng nó đó. Sao không lấy ra? Sao cái để đây nhiều lắm, nhà nhiều lắm, bữa lấy quá trời lấy rồi. Trời lấy ơi. Khổ rồi. Đã vậy? Để cho nó đẻ. Ừ. Ủa mà nó đẻ hôm hoài vậy hả? Hôm nào tôi qua tôi tặng cho bà với lại ông Quang với lại cái cát mấy trứng ăn chơi. Trời ơi. Ủa nhưng mà ông có cho nó ấp thành con gà con không? Không, nó đâu có trống đâu mà ấp gà con, cái này gà mái đâu mà. Ủa gà mái sao không có trống, sao nó đẻ trứng vậy? Nó đẻ bình thường, đẻ mỗi ngày. Ủa? Phải có trống thì nó mới đỡ thành con được chứ. Ủa làm sao ta? Hiểu không? Chưa. Gà là đẻ tự nhiên. Trời ơi, bà ngơ ngác kìa. Gà đẻ tự nhiên, nhưng mà việc có trống thì mới ấp thành con được. Còn không có trống nó vẫn cứ đẻ, nhưng ấp không được. Ấp không được vẫn ấp gọi là thành là trứng ung. Trứng gà ung mình ăn á. Ờ. Ủa? Là con gà trống nó ấp cái trứng thành con gà con hả? Không, con gà mái ấp, gà trống ấp. Chứ sao ông nói phải có con gà trống ấp mấy gì chứ? Không, ý là phải có con gà trống đạp mái nó thì nó mới thành đậu. Nó mới đậu thành là có trống. Thì khi ấp thì con ấp gà mới thành con gà con. Còn bình thường là nó đẻ ngay, không có gà trống nó cũng đẻ luôn. Đúng rồi, không cần gà trống vẫn đẻ bình thường. Ủa sao hay vậy ta? Trời ơi, bà Thơ này bà giấc người tưởng trời rồi xuống. Ủa sao đó giờ tôi không biết vậy ta? Giờ biết rồi phải không? Ồ. Rồi, đó là cho coi tham quan ba con gà này. Hay quá ha. Trời ơi, đã quá vậy, khỏi có tốn tiền mua trứng ăn rồi. Trời ơi, nhưng mà phải chăm sóc nó cực lắm á. Ồ. Sáng nay la lắm. Này, hai con gà đang gì? Gầm nè. Nó nằm thấy ghét. Ủa sao ông không có đóng cửa lại mà nó cũng không ra hả? Không, nó khôn lắm. Chưa nắng là nó ra, nó ngồi nó chơi. À, nó vô nghỉ mát. Nó chơi xong vô nó nghỉ mát. Chuồng của nó nè. Chuồng nó lớn hơn cái gì đó. Trời ơi, bữa nào hết dịch cho dắt con cát nó qua nó chơi với hai con chó. Rồi coi như là tối ngày ở nhà chơi với hai con chó vậy thôi á, rồi làm vườn làm đồ thôi hả, không có đi ra đường hết. Tí nó chơi đi mua ít đồ ở Costco, làm báo nữa. Trời ơi, quên hả, tôi làm báo nữa. Làm báo, làm YouTube, làm tin tức, làm show. Rồi cũng tốn thời gian làm báo không, cũng một ngày mất mấy tiếng á, ít nhất là 3 tiếng. Ủa làm báo là mình phải đi ra bài, đường mình đi ra đường chứ hả? Không, mình dịch bài từ báo Mỹ. À. Dịch bài tổng hợp rồi làm tin tức. Mình phải nghe đài, nghe đồ hoài hả? Đúng rồi, phải nghe hoài chứ. Có tin gì mới không? Rồi thì tình hình nước Mỹ thì bữa giờ đọc vào đó toàn là dịch bệnh tùm la hết. Nhưng mà bây giờ nói chung là người ta cũng đang tìm những phương pháp để mà chữa trị. Ví dụ gần nhất là bây giờ là người ta đã dùng được cái huyết tương, cái máu á. Cái máu mà của cái người mà, máu của cái người mà gọi là cái người bị bệnh Covid-19 đã được điều trị khỏi rồi. Thì bây giờ dùng cái máu của người mà điều trị khỏi bệnh đó rồi thì trị cho cái người mà đang bệnh. Một người được cứu được ba người. Ôi. Ví dụ như người A
bị bệnh COVID-19, bị bệnh coronavirus, bị cúm Vũ Hán, nhưng mà đã được bác sĩ điều trị bệnh hết bệnh rồi, và sau 14 ngày, 22 ngày không còn dấu hiệu nào nữa hết, thì cái người A đó lấy cái máu của người A đó, lấy cái huyết tương á, có thể đi điều trị cứu cho ba người bệnh khác đang nguy kịch. Thôi, cảm ơn ông Mười nha. Hôm nay rất là vui được tham quan nhà của ông Đức Tiến qua FaceTime. Trời ơi, quen biết bao nhiêu lâu mà ổng mua nhà biết bao nhiêu lâu mà có bao giờ được tới nhà ổng tham quan đâu. Nghe đồn ổng có gà, có chó rồi muốn tới tham quan mà ổng không có dịp nào đi hết á. Nhờ cái dịp này mà mới được mới được thăm cái nhà yêu quý của ổng á. Ok rồi, thôi chúc ông sức khỏe nha, giữ sức khỏe nha, bớt đứng ra đường nhiều, với lại làm nhiều chương trình hay trên hai cái kênh Đức Tiến Media và Đức Tiến Official, phải không? Yeah, đúng rồi. Yeah. Cảm ơn Cam Thơ nhiều, cảm ơn đồng bộ nhiều, và chúc mong là mọi người cùng giữ sức khỏe nha. Cảm mong là mình sớm qua những cái dịch bệnh này để cuộc sống bình thường trở lại. Và hy vọng là Tiến cũng cố gắng làm cái clip nào đó cho nó vui, cho nó dễ thương, chia sẻ với mọi người. Còn các anh chị nào mà có đạo thì có thể lên trên trang Đức Tiến Media, trên trang YouTube nha. Đức Tiến Media thì trên trang đó Tiến đều up lễ cuối tuần cho mọi người xem. Thì cuối tuần nào cũng có hết, thứ bảy đều có hết, như hôm nay, ngày mai đều có lễ, và cũng sang tuần sau là lễ Easter rồi. Là sẽ cố gắng up lễ cho mọi người xem, và lúc nào cũng có hai lễ. Một lễ cho tiếng Việt ở Mỹ và một lễ tiếng Việt ở Sài Gòn cho mọi người cùng xem ha. Rồi. Khoan, tôi quên nãy giờ nói chuyện với ông Đức Tiến mà tôi có quên giới thiệu ông Đức Tiến. Đức Tiến là một người mẫu nè, diễn viên điện ảnh nè, nổi tiếng, người mẫu đóng phim mà bây giờ qua bên này vẫn nổi tiếng như thường, đóng phim mà người đời người Mỹ gốc Việt. Là đóng phim chung với Cam Thơ, là cái cuốn phim đầu tiên mà Cam Thơ đóng á, là đóng chung với ổng á. Đó, là ổng đóng vai chính á các bạn. Nè, giới thiệu cho các bạn nào mà nhìn không ra ông Đức Tiến á, bữa nay ổng để rau ria. Ừ vậy nha. Ok các bạn. Rồi, hai mình bye bye mọi người nha. Bye bye. Bye bye, see you, hẹn gặp lại. Bye. Bye. Rồi ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Vì cái mùa dịch này á, thì Tám muốn gọi hỏi thăm nhau những người mà mình đã từng gặp thường xuyên mà bây giờ mình không thể nào mình gặp nhau được, thì mình hỏi thăm, mình FaceTime, mình hỏi thăm sức khỏe, rồi sẵn cho mọi người biết tin tức của những người bạn đó luôn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye.